Nếu các bác và bà con chúng ta đang cần mua những cây giống tùng la Hán với kích thước từ 40 phân cho đến 60 phân và với cái giá thành nó hợp lý, phải nói là rẻ, thì liên hệ cho tôi ngay để được mua những cây giống tùng la Hán từ 40 phân đến 60 phân. Mọi người có thể thấy ở đây chúng tôi đang phát triển rất là nhiều. Những cây 20 phân thì chúng tôi cũng đang còn số lượng ít thôi. Nếu các bác cần kích thước như thế nào thì cứ liên hệ cho tôi, thì tôi sẽ báo giá cho mọi người với cái giá thành nó hợp lý nhất theo cái kích thước cũng như theo số lượng. Ở đây thì chúng tôi đang còn đây đâu đó vào khoảng 3 vạn cây tùng La Hán kích thước từ 30 phân cho đến 60 phân. Đây, có những cây lấy cho mọi người xem cụ thể. Đây, ví dụ như trên một cây trên tay tôi được khoảng 50 phân rồi đây, 20, 40, 50 phân, gần 60 phân. Và cây tùng La Hán của chúng tôi thì đảm bảo đang ra tán ra nhánh rất là nhiều rồi đây, khỏe, đẹp. Đó, đang ra lộc non, xanh mướt. Tiêu chuẩn làm bầu rất là to như này. Bầu to này mọi người trồng đảm bảo sống thoải mái, dễ ra tận đây rồi. Đó. Cây này thì mọi người trồng sống yên tâm. Và nếu mọi người cần mua với số lượng lớn thì chúng tôi có thể hỗ trợ mọi người với cái giá thành nó cực kỳ rẻ, giá gần như giá tận vườn. Nếu ai mua cây tùng của tôi rồi thì mọi người biết là tôi cung ứng tùng La Hán cho mọi người với giá thành nó rất là rẻ so với thị trường bây giờ. Nếu mà thị trường bây giờ mọi người muốn mua một cây tùng La Hán nó khoảng 40 60 phân như này, mọi người phải bỏ ra nhất từ khoảng 30.000 cho đến 50.000 đồng trên một cây tùng La Hán như thế này. Đấy là điều chắc chắn. Còn nếu mọi người mua của tôi thì giá cực kỳ rẻ, rẻ hơn một nửa, thậm chí là 1/3 nếu mọi người mua với số lượng lớn. Đó. Một người chúng ta biết là chúng ta nắm bắt được nếu cần mua. Tùng La Hán thì nó vẫn là một dòng cây được sử dụng và ưa chuộng rất là nhiều tại những công trình nhà biệt thự, rồi những đơn vị bonsai họ người ta vẫn uốn những cây này rất là nhiều. Và giá thành của tùng La Hán đối với những cây uốn bonsai hiện tại, những cây nhỏ nhỏ 1-2 mét nó đã rơi vào vài triệu đồng rồi. Và nếu mà như mọi người có theo dõi những cái đơn vị làm tùng lớn ấy, uốn bonsai những cây nó khoảng 10 mét ấy, nó dao động đến hàng trăm triệu đồng trên một cây, thậm chí đến hàng tỷ đồng nếu mà những cây to và có tán đẹp, giá rất là cao. Tùng La Hán thì nó không bao giờ bị lỗi mốt cả, nhu cầu thị trường sử dụng rất là nhiều chứ không phải là ít, càng ngày càng đi lên đối với cả những cái dòng tùng cảnh như thế này. Tùng cúc trúc mai nó là như vậy, dòng tùng là một trong những bộ tứ cây cảnh, cây bonsai được ưa chuộng hàng đầu tại Việt Nam chúng ta. Ngoài tùng La Hán thì nó còn rất nhiều dòng tùng khác, tùng kim cương, tùng Đài Loan, tùng đen, rồi vân vân, tùng búp đỏ. Nhưng mà trong đó thì tùng La Hán là được ưa chuộng nhất bởi bản chất là cây giống giá rẻ, phù hợp đối với những người chúng ta, các bác bà con kinh tế hạn hẹp, chúng ta vẫn có thể lựa chọn vật trồng phát triển kinh tế được. Đấy, còn nếu chúng ta muốn phát triển những dòng nó đẳng cấp hơn thì chúng ta có thể lựa chọn tùng kim cương, nó là một trong những dòng tùng rất đẳng cấp, tuy nhiên thì giá thành nó lại cao. Mỗi thằng thì nó có một cái ưu điểm nhược điểm riêng. Còn về tùng La Hán thì hôm nay chia sẻ cho mọi người. Đấy, tại đây chúng tôi còn rất là nhiều ở đây. Còn đâu đó khoảng 4 luống này, khoảng 3 vạn cây nữa. Thì nếu mọi người muốn mua số lượng như nào liên hệ cho tôi. 50 cây, 100 cây, 1.000 cây hay 1 vạn cây thì tôi sẽ báo giá cụ thể cho mọi người. Bán lẻ thì nó không thể nào được bằng được là bán số lượng lớn. Bán lẻ thì nó đương nhiên giá cao rồi bởi vì còn công đóng gói, công vận chuyển. Đó, chia sẻ một phần nào đấy chúng ta nắm bắt được. Và nếu có nhu cầu thì liên hệ cho tôi là Hải theo số điện thoại tôi đính kèm ở bên dưới video, và hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của tôi cũng như kịp thời theo dõi những video tiếp theo của tôi. Xin chào.